tên 50 tuổi, ngu tại thành phố Hồ Chí Minh, bị đau đầu, hai mắt mờ dần trong khoảng 3 tuần nay nên đến bệnh viện để thăm khám. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Anh Vũ, khoa ngoại thần kinh cuộc sống, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, do nghi ngờ dây thần kinh thị giác bị tổn thương nên bác sĩ đã chỉ định người bệnh chụp mạch máu não, kết quả chẩn đoán u sọ hầu trên ép dây thần kinh thị giác đánh giá diễn biến bệnh của anh Tê có khả năng mất dần thị giác, rất tới mù lòa. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Kim Trung, cố vấn chuyên môn cao cấp khoa ngoại thần kinh cột sống và bác sĩ Vũ đã quyết định phẫu thuật lấy khối u cho người bệnh, ca phẫu thuật 5 tiếng, lấy chọn khối sọ hầu. Phẫu thuật u sọ hầu là loại phẫu thuật khó, đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao. Hiện nay tại Việt Nam, các ca phẫu thuật lấy khối u sọ hầu thường được thực hiện qua đường mổ nắp sọ. Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu đã giúp phóng đại vị trí khối u lên 25 lần. Ekip phẫu thuật đã lấy trọn vẹn khối u sọ hầu, bao gồm phần đặc và phần năng cho người bệnh. 7 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, đã hết đau đầu, thị giác đã được cải thiện. Người bệnh đã quay trở lại tái khám một tuần sau khi xuất viện với sức khỏe hoàn toàn hồi phục. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng khoa phẫu thuật thần kinh 1, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết U sọ hầu là loại u khá hiếm gặp ở não với tỷ lệ 5% đến 10% u não ở trẻ em và 1% đến 4% u não ở người lớn, thường gặp nhất ở những người 50 đến 70 tuổi. Khối u sọ hầu nằm ở vị trí có nhiều cấu trúc quan trọng của não nên có thể gây ra các triệu chứng, di chứng nặng nề cho người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. U sọ hầu là thường là những khối u mà ở tổ chức thế giới là xếp vào loại Grab một tức là coi như là u lành tính nhưng mà lại phát triển rất là theo một cái kiểu ác tính và thường thì nó sẽ phát triển từ có thể từ vùng mũi họng lên tận não thất ba và chủ yếu tập trung ở những cái vùng mà quanh yên quanh trên hà sàn yên cũng như là tuyến yên và dọc theo cái trục của dưới đồi tuyến yên về lâm sàng thì thường nó sẽ có biểu hiện rất nhiều bằng các cái triệu chứng về rối loạn nội tiết cũng như về rối loạn về thị lực và các triệu chứng tăng lực nội sọ và một trong những nguyên nhân gây lên cái não ung thủy đây là một cái u này kinh khủng nhất ở trong trong sọ bác sĩ khuyến cáo đau đầu mất ngủ rối loạn thăng bằng mờ mắt sụp bi là những dấu hiệu cho thấy những bất thường ở thần kinh sọ não đôi khi bệnh diễn tiến rất nhanh nên gây ra những biến chứng nguy hiểm cho người bệnh do đó người bệnh cần phải đến cơ sở y tế để thăm khám ngay sau khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe